Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin an ninh trật tự. Cuối chương trình là phóng sự, đổi mới cách tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Quần chúng mưu trí bắt đối tượng nghiện ma túy trộm cắp tài sản. Tiểu khu rừng 293 ở xã Cư Mờ Lan, huyện Ea Súp đang bị xẻ thịt. Bây giờ, kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng và vi phạm trong lứa tuổi chưa thành niên vẫn còn xảy ra phức tạp. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ xâm hại trẻ em, tăng 6 vụ so với 7 tháng đầu năm 2016. Trong đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra nhiều và tăng rất đáng lo ngại. Được nhân dân tin báo, công an các xã phối hợp, cảnh sát điều tra các cấp trong tỉnh đã làm rõ 29 vụ, xử lý 33 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,9%. Trong đó xử lý hình sự 20 vụ với 20 đối tượng, xử lý hành chính 3 vụ với 3 đối tượng và đang tiếp tục xác minh xử lý 6 vụ với 10 đối tượng khác. Bên cạnh đó, các vi phạm trong lứa tuổi chưa thành niên cũng tái diễn phức tạp. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã xảy ra hơn 80 vụ với trên 110 đối tượng chưa thành niên phạm pháp. Trong đó có 31 vụ với 51 đối tượng đã bị xử lý hình sự, 36 vụ với 38 đối tượng bị xử lý hành chính. Cơ quan công an còn đang xác minh xử lý 12 vụ với 17 đối tượng chưa thành niên khác vi phạm. Tình hình này đang tiếp tục rung lên lời cảnh báo về vấn nạn xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em nói chung và tình trạng người chưa thành niên phạm pháp đã và đang nảy sinh rất đáng lo ngại hiện nay. Vụ án giết nữ học sinh lớp 6 ở xã Esien, thị xã Buôn Hồ vừa được Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử. Hung thủ bị tuyên án tù chung thân. Hai bị cáo gây ra vụ trọng án này là Nông Văn Thực ở huyện Eka và Nông Văn Phóng ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng, ngày 4 tháng 4 năm 2016, sau khi ăn nhậu xong, Thực chạy xe máy chở Phóng đi trên đường, đến đoạn giáp ranh giữa xã Esien, thị xã Buôn Hồ và xã Krông Búc, huyện Krông Bách, trời gần tối, thì thấy cháu bé là học sinh lớp 6 đi học về. Thực đã quay xe lại, nhặt một khúc gỗ bên đường rồi dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu khiến cháu bé ngất xỉu. Sau đó, cả hai tên bế cháu bé vào sâu trong một rẫy cà phê gần đó. Một lúc sau, cháu bé tỉnh lại và kêu cứu. Thực tiếp tục dùng khúc gỗ đánh vào đầu cháu. Thấy thân thể cháu bé đã phát triển nên tên Thực nảy sinh ý định hiếp dâm. Tuy nhiên, khi hắn đang chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì cháu bé tỉnh lại, sợ bị lộ. Thực quyết định đánh chết cháu bé để bịt đầu mối, rồi cả hai chở xác cháu đến vứt xuống suối cách hiện trường khoảng 1 km để phi tang. Tuy nhiên, do nước suối cạn, thi thể không trôi được, nên cả hai đối tượng tiếp tục kéo xác cháu lên để giữa đường để giả hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Sau đó cả hai tên chạy xe bỏ trốn. Sau 60 ngày đêm kiên trì điều tra, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ, truy tìm bắt cả hai tên. Tại phiên tòa, mặc dù hai đối tượng ngoan cố quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng mà cơ quan công an điều tra thu thập được, cuối cùng chúng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực tù chung thân và Nông Văn Phóng 12 năm tù giam về tội giết người, đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình cháu bé trên 180 triệu đồng. Một đối tượng nghiện tàng trữ heroin vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 12 năm tù giam. Bị cáo trong vụ án này là Nông Thành Đạt ở xã E Khanh, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng, Đạt là đối tượng nghiện ma túy. Chiều 20 tháng 3 năm 2017, Đạt điện thoại cho một đối tượng tên Sơn để mua heroin về sử dụng. Lúc gặp nhau, thấy Đạt chưa đủ tiền mua nên Sơn đã giao cho Đạt một gói nhỏ heroin. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Đạt đang ở nhà mình thì thấy Sơn cùng một người nữa đến và nhờ Đạt cất giùm hai bao thuốc lá Z bên trong có chứa hai cây heroin và một chiếc cân tiểu ly. Sơn nói khi nào đi chơi về sẽ ghé lại lấy. Đến 1 giờ sáng hôm sau, khi cơn nghiện nổi lên, Đạt đã lấy gói heroin Sơn đã cho trước đó ra sử dụng thì bị một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang.
Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 2 cây ma túy với trọng lượng trên 60 gram heroin, 1 cân tiểu ly, 4 điện thoại di động và các dụng cụ liên quan đến việc hút hít ma túy. Tại phiên tòa, Đạt đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nông Thành Đạt 12 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Một nữ bị cáo chuyên giở chiêu trò đi xin việc giúp để lừa đảo chiếm đoạt 750 triệu đồng của nhiều người dân vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 12 năm tù giam. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là Võ Thị Minh Nguyệt ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013, Nguyệt đã đi tung tin là mình có nhiều mối quan hệ và có thể xin được việc làm tại Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Với thủ đoạn đó, Nguyệt đã nhận của 7 người với tổng số tiền 560 triệu đồng với những lời hứa sẽ xin việc cho họ rồi chiếm đoạt hết. Sau đó, mặc dù bản thân đã mất khả năng trả nợ, nhưng Thị Nguyệt vẫn đi lừa mượn thêm của bà Bùi Thị Hồng Vân ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, là một người quen thân 190 triệu đồng nữa để đi đáo hạn ngân hàng. Nhưng thực ra là Nguyệt đã lấy số tiền đó dùng vào việc cá nhân. Tổng số tiền mà Nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt của 8 người là 750 triệu đồng. Với những hành vi đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Minh Nguyệt 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Nguyệt còn phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Công an thành phố Buôn Ma Thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi một người đàn ông chết trong phòng một nhà nghỉ ở số 58 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là ông Phụ Chín Lục, sinh năm 1968, ở thành phố Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân được xác định ông Lục chết vì bị sốc ma túy. Trước đó, khoảng 12 giờ trưa, ông Lục đến đây thuê phòng số 8 để nghỉ. Đến 15 giờ 30, chủ nhà nghỉ nghe tiếng động phát ra từ phòng ông Lục nên mở cửa kiểm tra và thấy ông đã chết, miệng sùi nhiều bọt mép nên đã báo tin cho công an phường. Được biết, Phụ Chín Lục đã nghiện ma túy lâu năm, bị nhiễm HIV và thường sống lang thang tại khu vực cây số 3 của phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ mua bán, sửa chữa, tàng trữ nhiều súng đạn, vật liệu nổ trái phép ngay trong khu dân cư. Được quần chúng báo tin và qua một thời gian theo dõi nắm tình hình, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra phát hiện trong nhà của ông Hà Phương Hùng ở số 23 đường B, thôn 2, xã Chư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột có tàng trữ nhiều khẩu súng, đạn, vật liệu nổ trái phép. Đưa về cơ quan. Qua công tác nắm tình hình cũng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và được quần chúng nhân dân giúp đỡ báo tin, chúng tôi đã có nghi vấn tại cái địa chỉ này, số nhà này có đối tượng có hành vi sản xuất, sửa chữa, mua bán súng tự chế, và tại nhà là có rất nhiều công cụ phương tiện để mà sản xuất súng, sửa chữa súng, cung cấp cho các đối tượng để dùng vào việc săn bắn, thậm chí có thể dùng đây là một phương tiện gây án. Bước đầu ông Hùng khai nhận từ năm 2005 đến nay, ông chuyên nhận sửa chữa các loại súng đã hỏng cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. Mỗi khẩu súng như thế này, sau khi sửa xong, ông Hùng lấy của khách hàng từ 2 đến 3 triệu đồng. Còn tất cả các loại đạn này, ông mua về với mục đích lấy thuốc nổ để chế tạo đạn mới. Chừng từ năm 2005 tới bây giờ là nói chung là sửa chữa súng, các loại súng, kể cả súng hơi, súng đồ, nói chung là dạng súng săn là sửa được hết. Mục đích thì chẳng có gì cả, thứ nhất là chơi, mà thứ hai là kiếm mấy đồng nuôi con thôi. Trong cái vùng Đắk Lắk này á, kể cả bên ngoài cũng ngõ Gia Lai, Kon Tum, người ta vẫn đưa tới để sửa. Qua khám xét, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản thu giữ trong nhà ông Hà Phương Hùng 2 khẩu súng hơi, 4 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng thể thao, hàng trăm viên đạn, đầu đạn, nhiều báng súng, linh kiện của các loại súng, 1 chai thuốc bồi và máy móc để chế tạo sửa chữa súng đạn. Đồng thời đưa ông Hùng về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ, sửa chữa vũ khí vật liệu nổ trái phép theo quy định của pháp luật. Ghi nhận kết quả đó, vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã trao thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Thank you.
để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã có một số đổi mới về hình thức tổ chức họp dân tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Đây là một buổi họp dân tuyên truyền về việc chấp hành luật giao thông đường bộ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Chư Quynh tổ chức tại xã Ea Cờ Tu. Hơn 200 người dân ở các thôn buôn trong xã Ea Cờ Tu, huyện Chư Quynh đến tham dự. Tại đây, ngoài những nội dung phổ biến tuyên truyền miệng về luật giao thông đường bộ, người dân còn được xem những hình ảnh do Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chụp lại những tình huống, những trường hợp mà người dân trong xã đã có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua việc trình chiếu những hình ảnh trực quan như thế này, đã thu hút được sự chú ý theo dõi của người dân và giúp họ hiểu hơn về những quy định của luật giao thông đường bộ, từ đó phòng tránh những hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường nông thôn. Trong chương trình này có phát thêm mấy cái lại hình ảnh của đồng bào tham gia giao thông về không đội mũ bảo hiểm hoặc là chở nông sản cồng kềnh, thấy rất là nguy hiểm. Tôi thấy cái chương trình này, lễ phát động hôm nay rất là thiết thực và bổ ích. Hy vọng bà con sau này trong buôn làng của chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm, bài học quý báu. Hy vọng là chương trình này sẽ tổ chức nhiều hơn để tuyên truyền cho bà con. Qua đó lồng ghép các cái hình ảnh vi phạm vào cái nội dung để tuyên truyền đó và cái ý thức, cái nội dung, cái hiệu quả, cái vấn đề tuyên truyền này nó sẽ nâng cao lên cái rõ rệt. Qua đó người ta nhận thức thấy rằng cái việc làm hành vi vi phạm của họ trong quá trình tham gia giao thông để rồi họ rút kinh nghiệm, đồng thời nâng cao cái ý thức chấp hành trong các cái tham gia trong các cái lần khác. Bên cạnh việc trình chiếu những hình ảnh trực quan để tuyên truyền nhắc nhở, cảnh báo những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ thường gặp, trong buổi họp dân này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức phần đố vui, tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, có tặng thưởng mũ bảo hiểm cho những người dân và các thanh thiếu niên học sinh trả lời tốt các câu hỏi. Với việc đổi mới trong công tác họp dân tuyên truyền phổ biến, nhắc nhở việc chấp hành luật giao thông đường bộ bằng trình chiếu các hình ảnh trực quan và thi trả lời câu hỏi có thưởng như thế này, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân, trong đó có thanh thiếu niên, học sinh và góp phần nâng cao hơn hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm, giảm bớt tai nạn giao thông ngay từ địa bàn các thôn, buôn, xã, phường nơi được tuyên truyền phát động. Tại tỉnh Đắk Lắk, một số người dân vừa cảnh giác cùng nhau truy đuổi bắt được đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày. Vụ việc xảy ra tại cửa hàng xe máy của anh Nguyễn Quang Thái ở tổ dân phố 10 thị trấn Phước An, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Hôm đó, gia đình anh Thái đang để chiếc xe máy Elizabeth trước nhà, trên xe vẫn còn chìa khóa, thì bị một đối tượng lẻn vào lấy trộm, rồi chạy xe về hướng thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc này, gia đình anh Thái phát hiện truy hô. Một số người dân ở gần đó nghe thấy đã cùng nhau hợp sức đuổi theo. Sau một hồi truy đuổi, với sự dũng cảm mưu trí, người dân ở đây theo kịp và tìm cách để khống chế bắt được đối tượng cùng chiếc xe máy. Hôm đó là lấy anh đi Hồ Tăng An về là nó vô nó dắt xe ra, xe có chìa khóa xe, là dắt là nó chạy luôn. Là anh về anh lái xe anh được thế. Anh được từ đây lên quần người tươi dòng. Thì anh hô lên là người dân nó xúm vô là bắt lại, bớt thì giao cho công an. Sau đó, người dân ở tổ dân phố 10 đã giao tên trộm cùng tang vật cho công an xử lý. Hắn khai nhận là Nguyễn Tuấn An ở xã Efe, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk. An là đối tượng nghiện ma túy đá lâu năm. Do lười nhác nhưng lại muốn có tiền ăn xài và có xe để làm phương tiện đi lại nên hắn đã đi trộm cắp. Hôm đó là em đang ở nhà, xong rồi em có một suy nghĩ là phải đi làm kiếm tiền về nuôi ba mẹ. Xong rồi em vác ba lô đi ra ngoài đường. Rồi em đi ra lang thang ngoài đường, là em đi xuống tới gần ngã ba Phước An, là em thấy tiệm bán xe gắn máy Quang Thái. Rồi em thấy chìa khóa để sẵn trên xe. Sau đó em ăn cắp xe rồi em đi tới ngã tư E Dông thì bị dân làng chi la và bắt lại. Một lần sử dụng ma túy khoảng hết 200 ngàn. Sử dụng ma túy thì em không thể diễn tả được, nhưng mà trong người em thấy cái gì cũng thích hết. Vụ án nhanh chóng kết thúc. Trong kết quả này có sự góp sức rất đáng ghi nhận của anh Nguyễn Quang Thái và một số người dân ở tổ dân phố 10, thị trấn Phước An, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tại tiểu khu rừng 293 ở xã Chư Mơ Lanh, huyện Esup của tỉnh Đắk Lắk, trong một thời gian dài, hàng trăm người dân đã ồ ạt kéo vào phá rừng, chiếm đất làm rẫy, nhưng chính quyền xã, huyện và các cơ quan chức năng ở đây vẫn không hề hay biết. Đây là những cảnh tượng tan hoang tại tiểu khu rừng 293 ở xã Chư Mơ Lanh, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk.
Tiểu khu này có diện tích gần 1.200 hecta, trước đây được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Quốc để thực hiện dự án trồng cao su, trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Nhưng sau đó, công ty Anh Quốc do vi phạm pháp luật đất đai, nên cuối tháng 2 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định số 404 thu hồi lại toàn bộ diện tích đất rừng trên tiểu khu này để giao lại cho huyện Ea Súp và Ủy ban Nhân dân xã Chư Mờ Lan quản lý. Và chính trong thời gian thay đổi qua lại đó, trách nhiệm quản lý bảo vệ đất rừng cũng bị đùn đẩy, buông lỏng, nên hàng trăm người dân đã lợi dụng ồ ạt kéo vào đây, chặt phá rừng lấn chiếm đất để làm rẫy. Nghe tin nhà nước thu hồi của công ty Anh Quốc thì cách đây mấy ngày là người dân họ vào họ cắt ồ ạt một đêm, cả đêm là mười mấy người cưới lóc, đêm ngày nó cắt đưa xe đưa đồ vô múc ủi để lấn chiếm dành đất để làm. Bây giờ các cháu thấy đây cây cối đồ ngổ ngang hết đấy, tùm lum hết cả đồi núi rồi luôn. Sáng mùng 2 tháng 8 năm 2017, khi nhóm phóng viên chúng tôi đi sâu vào tiểu khu 293 thì thấy nhiều ngọn đồi đã bị cạo trọc, nhiều cánh rừng bị triệt hạ không thương tiếc. Hầu hết các cây gỗ nhỏ to đều bị cưa hạ. Từ ngoài quốc lộ 29 vào tiểu khu này có hàng chục con đường hằn sâu những vết bánh xe máy cày cỡ lớn, đủ cho thấy rất nhiều lượt xe đã vào đây để chở gỗ trong nhiều ngày. Lần theo dấu vết xe, phóng viên gặp hàng chục điểm tập kết gỗ, chủ yếu là gỗ dầu và các loại gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 6, nằm ngổn ngang ven các trục đường lớn trong rừng. Nhiều chòi lán tạm bợ và cả những chiếc máy cày mà người dân vào phá rừng cũng đang để lại ở hiện trường như thế này. Gần 1.200 hectare đất rừng ở tiểu khu 293 này đã được giao lại cho Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp, xã Chư Mờ Lan quản lý. Thế nhưng thật lạ lùng là trong một thời gian dài, hàng loạt người ồ ạt kéo vào phá rừng nhưng không hề có sự xuất hiện của cán bộ chính quyền hay cơ quan chức năng nào ở địa phương đến ngăn chặn xử lý. Mãi sau khi nhóm phóng viên báo tin thì mới thấy hạt kiểm lâm huyện Ea Súp cử hai cán bộ địa bàn vào nắm tình hình vụ việc. Và vẫn với điệp khúc do diện tích đất rừng thì rộng mà lực lượng thì mỏng. Diện tích rừng thì ở đây thì nó rộng và cái lực lượng của ban lâm nghiệp bây giờ là mỏng và lực lượng yếu á. Đa số lâm tặc nó canh mình đi nó phá không, chứ còn mình cũng nhiều lúc đông quá mình không kiểm soát được. Anh em đi làm thì nói chung là phát hiện ở nơi đâu á thì làm là biên bản kiểm tra làm đưa về tỉnh đó xem xét theo dõi đối tượng vi phạm. Bây giờ rõ ràng trong quá trình về mặt pháp lý đó, về mặt trong ý tình là Ủy ban Nhân tỉnh là do quyền và quyền là do xã, thì bây giờ là xã quản lý, thì xã phải trách nhiệm. Bây giờ là thứ nhất là về để bộ quản lý bảo vệ rừng mà cho nó tốt, mà đặc biệt trong các cái dự án thu hồi đấy, thì Ủy ban xã đề nghị cơ quan chức năng khi mà thu hồi của Anh Quốc từ bằng do xã đấy, thì anh phải đánh giá trước. Nay bây giờ là nó phá lúc nào, bây giờ từ Anh Quốc có nghĩ chuyển qua mà không đánh giá thực trạng, bây giờ khi Anh Quốc bảo vệ có bị mắc hay không thì xã đánh giá được. Mà bây giờ đến mắc thì con chỉ là bảo là giao sao là xã đã để mắc rừng. Thì thực ra nó trong quá trình mà anh bằng giao từ công ty về xã anh đánh giá luôn đi. Bây giờ còn bao nhiêu rừng anh dẫn anh bằng giao xã bằng thực địa đi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Quốc được giao tiểu khu 293 để thực hiện dự án trồng cao su, trồng rừng và chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Sau đó là đến xã và huyện quản lý. Nhưng cho đến nay thì đất rừng ở đây đã bị hàng trăm người dân ồ ạt vào chặt phá lấn chiếm lấy đất làm rẫy. Còn quả bóng trách nhiệm thì đang được đùn qua đá lại ở đây. Và vụ việc này đang chờ đợi các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk vào cuộc để làm rõ xử lý. Chương trình An ninh Trật tự hôm nay đến đây tạm dừng. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình hãy truy cập địa chỉ www.công an.daklak.gov.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.